Quý vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Đề nghị truy tố hai bị can lừa bán đất ảo ở Long An 13 năm trước. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 20 tháng 4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra C01 đang thụ lý điều tra lại vụ án Nguyễn Minh Đạt và Hứa Tấn Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2009 tại Long An theo quyết định nhập vụ án hình sự số 06 ngày 12 tháng 5 năm 2021 của C01. Ngày 13 tháng 4 năm 2022, C01 đã ban hành bản kết luận điều tra số 16 đối với vụ án hình sự Nguyễn Minh Đạt và Hứa Tấn Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2009 tại Long An và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Kiểm soát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Đạt và Hứa Tấn Phát về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999, nay là khoản 4 điều 107, điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2000, điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo và đề nghị các bị hại, những người liên quan liên hệ với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để được giải quyết. Trước đó năm 2015, Tòa án Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hứa Tấn Phát, 38 tuổi, ngụ Long An, mức án 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Đình Ninh, 59 tuổi, nguyên trưởng văn phòng công chứng Tân Mỹ, ngụ Long An, được hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo, chuyển hình phạt từ 3 năm tù sang 3 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử cũng chấp nhận đơn kháng cáo, tuyên hủy một phần bản án liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Minh Đạt, 38 tuổi, ngụ Long An, để điều tra xét xử lại. Theo bản án sơ thẩm, năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa ra quyết định thu hồi 6.626m2 đất của bà Nguyễn Thị Tuyết Anh để giao cho công ty cổ phần Tân Đức đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Theo quy định, bà Anh được hỗ trợ bồi thường số tiền 551,9 triệu đồng cùng một nền đất tái định cư và được ưu tiên mua 4 nền đất khác với giá ưu đãi. Sau đó, bà Anh đã chuyển nhượng lại quyền mua nền đất tái định cư và nền đất giá ưu đãi cho người khác. Đến tháng 9 năm 2009, do có người liên hệ tìm mua đất trong khu dân cư Tân Đức, Nguyễn Minh Đạt đã điện thoại cho Hứa Tấn Phát là cò đất nhờ tìm đất nền bán. Biết bà Anh có đất nền tái định cư trong khu dân cư Tân Đức nên Phát đến hỏi mua. Lúc này, dù bà Anh cho biết đã bán hết đất rồi, nhưng Phát vẫn bảo bà cứ nhận đặt tiền đặt cọc và ký vào giấy mua bán đất và tiến hành công chứng bán đất cho Phát theo thỏa thuận. Nếu sau này có đất thì Phát nhận, không có thì thôi. Khi bà Anh và Phát tiến hành công chứng, Nguyễn Đình Ninh biết rõ trước đây bà Anh đã công chứng ủy quyền cho người khác đứng ra mua các lô đất của mình nhưng vẫn công chứng cho Phát. Sau đó, Phát và Đạt đã đem bán lại các mảnh đất ảo này để lấy 910 triệu đồng. Bà Anh đã làm đơn tố cáo. Đối với bị cáo Đạt, trong phần quyết định của bản án sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên bị cáo 12 năm tù. Tuy nhiên, trong biên bản nghị án, tòa lại thống nhất tuyên bị cáo này 13 năm tù. Sau đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã có quyết định đính chính mức án dành cho bị cáo này là 13 năm tù. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Đạt không chấp nhận với lý do tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo chỉ tuyên có 12 năm tù. Nhận định, bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng tố tụng về phần quyết định hình phạt của bị cáo Đạt, đồng thời cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo chưa được điều tra đầy đủ nên hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát, luật sư của bị cáo hủy một phần bản án sơ thẩm về hành vi của bị cáo để điều tra xét xử lại từ đầu. Quyền Cục trưởng thi hành án thành phố Hồ Chí Minh xử vụ Alibaba thì khủng khiếp cỡ nào? Kính thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 4, tại hội nghị triển khai công tác từ nay tới cuối năm 2022 do Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp tổ chức, ông Nguyễn Văn Hòa, quyền cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù hoàn thành cả hai chỉ tiêu về số tiền và số việc, tổng số tiền phải thi hành trên 108.000 tỷ đồng và đã thi hành xong trên 15.000 tỷ đồng, nhưng tính ổn định lâu dài có nhiều vấn đề cần. Được quan tâm chỉ đạo sâu sắc hơn. Theo ông Hòa, vừa qua cơ quan này đã chú tâm theo dõi các dư luận về đấu giá và bán đấu giá tài sản. Từ thực tiễn đó nổi lên một số vấn đề cần được Bộ Tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự quan tâm. Thứ nhất, giữa những người tham gia đấu giá có mối quan hệ nhân thân ngay trong một hộ khẩu, chứng minh nhân dân, từ một hộ khẩu tách ra hoặc có quan hệ trong hồ sơ gốc. Thứ hai là quản lý về dòng tiền.
từ một tài khoản chuyển vào các tài khoản tham gia đấu giá, từ một tài khoản của người tham gia đấu giá chuyển đi các tài khoản khác để tham gia đấu giá. Thứ ba, tiền khi chúng đấu giá chuyển về cơ quan thi hành án thì không phải từ cơ quan đấu giá, ông Hoàn nêu thực tế. Chính vì thế, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo và yêu cầu kiểm tra dòng tiền trước khi tổ chức đấu giá tài sản. Ngay trong tháng 4, cơ quan này sẽ làm việc với các đơn vị có hoạt động bán đấu giá ở thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào những vụ việc liên quan đến tổ chức tín dụng, các ngân hàng lớn. Công tác đấu giá tài sản công, đất đai, tài sản thi hành án tương đối nóng nên phải nhận thức tương đối đầy đủ. Chúng tôi hy vọng hoạt động đấu giá sẽ bài bản, nề nếp và tránh được tiêu cực, ông Hà nói. Một thực tế đang gặp vướng mắc lớn hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh là các đối tượng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã dùng tiền tham nhũng để mua đất đai, đất nông nghiệp làm dự án. Án tuyên phát mãi tài sản nhưng diện tích đất rất lớn, gồm rất nhiều thửa đất riêng lẻ, rất nhiều giấy chứng nhận, nên nếu bán riêng lẻ thì trị giá rất thấp. Bán gộp lại thì trị giá cao gấp nhiều lần nhưng cơ quan thi hành án không thể tự quyết định được. Xuất phát nguồn gốc của án tham nhũng kinh tế là đương sự lấy tiền này làm dự án về bất động sản, phát mãi riêng lẻ thế có phù hợp hay không? Cái này cần phải có thống nhất ở Trung ương, không thì làm xong lại nói giá thấp giá cao thì rất khó khăn, ông Hòa phân tích. Dẫn ra thông tin đang thiếu 80 biên chế so với chỉ tiêu được cấp, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh đề nghị được dùng cơ chế tuyển dụng người ngoài ngành cho đủ. Việc này cực kỳ quan trọng khi án tham nhũng đang tăng đột biến. Trong tháng này, chúng tôi thụ lý 5 vụ việc, số tiền khoảng 8.000 tỷ đồng, 200 bất động sản. Với số lượng chấp hành viên của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì cực kỳ quá tải. Nhân sự khó khăn nên cần có sự quan tâm trao đổi cụ thể. Có cuộc họp về giải pháp cho công tác thu hồi tài sản. Trong năm nay, xử vụ Alibaba thì nó khủng khiếp cỡ nào, chắc chắn chúng tôi quá tải. Nếu không có sự quan tâm kịp thời thì chúng tôi vẫn nói là vỡ trận, nên cần có sự quan tâm hơn, ông Hòa cảnh báo. Cũng tại cuộc họp này, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã truy gắt trách nhiệm của lãnh đạo Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội trong việc để xảy ra kết quả thi hành án đạt tỷ lệ thấp diễn ra nhiều năm liền. Chỉ cục trưởng nào không chỉ đạo, không sát sao, không hiệu quả, đề xuất thay. Chấp hành viên nào không làm thì đề xuất miễn nhiệm, biên chế đông mà không làm, ngồi đó nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm thì khi xử lý vi phạm còn phức tạp, mệt mỏi hơn. Ông Mai Lương Khôi nêu yêu cầu với Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội Phạm Văn Dũng. Đưa đề xuất bỏ thanh tra cấp huyện ra Quốc hội thảo luận. Kính thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thanh tra sửa đổi, trình bày tờ trình của Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hùng Phong cho biết, dự luật quán triệt quan điểm, thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới, ở đâu có quản lý thì ở đó có thanh tra. Theo Tổng thanh tra, mục đích hoạt động thanh tra nhằm kiến nghị hoàn thiện cơ thể, chính sách, phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước. Vì vậy, dự thảo luật thanh tra lần này đề cao vai trò và rõ trách nhiệm hơn của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức chỉ đạo hoạt động thanh tra. Liên quan đến vấn đề tổ chức, ông Phong cho biết dự luật kế thừa các quy định hiện hành về tổ chức các cơ quan thanh tra nhà nước và thiết kế mô hình các cơ quan thanh tra cho phù hợp với thực tiễn quản lý của các bộ ngành địa phương. Các cơ quan thanh tra theo cấp hành chính bao gồm thanh tra chính phủ, thanh tra cấp tỉnh, thanh tra cấp huyện. Báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, qua thảo luận, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản nhất trí việc tổ chức các cơ quan thanh tra chính phủ và thanh tra tỉnh như hiện nay. Tuy nhiên, về thanh tra cấp huyện, trong Thường trực Ủy ban còn có hai nhóm ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất đề nghị cần nghiên cứu, có giải pháp đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của thanh tra hành chính ở cấp huyện phù hợp với yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục bất cập đã được chỉ ra qua tổng kết thực tiễn thi hành luật thanh tra. Qua đó, nhiều đại biểu đề nghị không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện, điều này sẽ góp phần giảm đầu mối cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, phù hợp với chủ trương của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, khắc phục tình trạng dàn đều về biên chế của các cơ quan thanh tra cấp huyện. Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành với ý kiến này. Tuy nhiên, loại ý kiến thứ hai tán thành với luật dự thảo. Tiếp tục duy trì thanh tra cấp huyện như hiện nay. Lý do, tổ chức thanh tra hành chính ở cấp huyện đã có quá trình hình thành và phát triển ổn định lâu dài, cơ bản đến nay vẫn phù hợp. Việc duy trì củng cố cơ quan thanh tra hành chính ở cấp huyện để tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là cần thiết. Bảo đảm tuân thủ chặt chẽ nguyên lý, ở đâu có quản lý thì ở đó có thanh tra, không để thiếu thanh tra cấp huyện. Điều hành thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính chính phủ trình là giữ nguyên cấp chính phủ, cấp tỉnh, cấp huyện.
Ủy ban pháp luật đa số đề nghị bỏ thanh tra huyện, chỉ còn hai cấp chính phủ và tỉnh với một số lý do huyện ít việc, ít biên chế. Vì vậy, ông đề nghị thường vụ cho ý kiến bởi vì còn liên quan nhiều luật khác. Theo ông, thanh tra không chỉ làm thanh tra mà còn giúp Ủy ban nhân dân huyện làm khiếu nại tố cáo, làm phòng chống tham nhũng. Bỏ thanh tra huyện đi, ai giúp huyện làm việc đó? Chưa kể, huyện giờ rất rộng như thành phố Thủ Đức, ba quận gộp vào thì dân số rất đông, bao nhiêu công việc, hay thành phố Hạ Long nhập huyện Hoành Bồ thì riêng huyện Hoành Bồ tôi đi rộng bằng tỉnh Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Quốc hội phân tích. Ngoài ra, theo ông Định, nếu bỏ thanh tra cấp huyện thì phải sửa bao nhiêu luật khác liên quan? Góp ý nội dung này, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho rằng, khi nói đến thanh tra cấp huyện có quan điểm so sánh cơ quan này giống mô hình Hội đồng Nhân dân, cho rằng cấp này là hình thức. Tuy nhiên, theo bà Thanh, đó là do cách tổ chức chưa tốt hoặc do bố trí lực lượng còn mỏng. Vì vậy, bà đồng tình với việc tiếp tục duy trì hệ thống thanh tra các cấp như hiện nay, trong đó có thanh tra cấp huyện, song cần tăng cường đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả cho thanh tra cấp huyện. Nếu các vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở sẽ không phát sinh tồn đọng bức xúc kéo dài hay đủ đẩy và trở thành gánh nặng cho cấp trên, bà Thanh nhấn mạnh. Đồng ý với mô hình thanh tra ba cấp như hiện nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng không nên bỏ vì thanh tra cấp huyện thay mặt nhà nước để thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, giải quyết khiếu nại tố cáo. Nếu bỏ thanh tra cấp huyện thì ai làm vấn đề này? Chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ, ông Mẫn lưu ý. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng thanh tra cấp huyện là cấp không thể thiếu, tổ chức hệ thống thanh tra phải chăng đang theo hình nón lộn ngược, ở trên nhiều dưới ít. Thực tế thanh tra cấp huyện biên chế, tổ chức con người ít trong khi việc ở dưới lại nhiều hơn. Vì vậy, ông đề nghị cần tăng nguồn lực cho thanh tra cấp huyện, đây là cấp hành chính đang phát triển mạnh, đô thị hóa nhanh, dân số đông. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, luôn ý kiến cho rằng chỉ nên để thanh tra cấp trung ương và cấp tỉnh liên quan đến chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, định hướng tầm nhìn 2030. Tôi nghĩ cái này nên để Quốc hội thảo luận, mình đưa, mình chưa nên chốt chặt, Chủ tịch Quốc hội nói. Ông đề nghị ban soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần lý giải sâu hơn vấn đề này. Quan trọng cần lập luận vì sao là 2 cấp hay 3 cấp. Việc này cũng không nên nề hà quá vào chiến lược đã ban hành bởi đây, chỉ là văn bản mang tính định hướng.